Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cây Maker 6 Cinderway E1427S. Thì hệ đề mới nha mọi người, hệ 4 số, hàng tay dài nha mọi người. Cáp chủ yếu gia đình. Đây, Cinderway E1427S nha mọi người. Đó. Thì máy thì tình trạng máy thì rin nguyên bản, không lai một con ốc. Đó. Bao rin nguyên bản. Và quý khách hàng lấy thì em có bảo hành nòng cho quý khách hàng bao lột nòng 6 tháng nha. Đó. Thì em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Thì bên em mới rửa xong thì em sẽ quay chi tiết từng ngóc ngách cho mọi người xem và tham khảo cái máy này. Nếu mà nói về độ đẹp thì nó phải gọi là 99%. Đó. Bên Nhật họ quên sử dụng nha mọi người. Nói quên thì hơi quá, nhưng nói chung là người ta giống như chỉ nổ xăng Roda là chưa xài qua bao nhiêu nhé. Đó. Đây, để sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Đây là đây này, bên tiêu đề nó này, E1427S nha mọi người. Đây 4 số hệ đời mới nha. Thì đời này có full bộ chức năng gồm có trợ lực này, có khóa xích này, có núm bơm xăng phụ này. Đó, chốt E tự động luôn nha mọi người. Đây. Bộ phận bên vô lăng lửa này, mọi người thấy à? Từng con ốc còn vàng ươm. Lửa xanh lét luôn. Nói chung máy khá là đẹp. Đó, mọi người có thể nhìn rõ được cái máy này ha. Đó, đây mã số seri của máy đây ha. E1427 này. Mã số seri 55001517 nha mọi người. Máy cực kỳ đẹp. Đó. Đây chữ Lema này. Thương hiệu Lema là đời hiện đời mới này, xài rất là ngon nhá. Nhưng anh em nào xài qua cũng biết được chất lượng máy như thế nào. Đó. Chó thì được thiết kế bộ chó sắt nha mọi người. Đó, rất là nhẹ nhàng. Mà chó này thì rất là khó hư nha. Mà sử dụng bộ giật trợ lực nữa. Đây là cái quả băng phong lấy khí trời nha mọi người. Này là lấy khí vào bình xăng lớn nha. Đó, cái cục màu trắng trắng này, này. Đó, dành cho những anh em nào không biết nhá. Đó, quả này rất là... Nói chung là khí chỉ vào được chứ không ra được nha. Còn nếu mà ra được là hư rồi đó. Đó, đây. Bên bộ phận chén côn nha mọi người. Người thấy rõ ha, rất là mới. Đó. Chén thì mọi mới chỉ có nốt, chưa xài qua được bao nhiêu lâu này. Đó, mọi người thấy không, cực kỳ là đẹp luôn. Đây là bô, má bô này. Đó. Rồi đây, đây là bên ốp hộp giật của nó nha. In the way, đây mọi người thấy dây này, phải gọi là chưa sử dụng qua luôn đấy, như mới mà. Đấy để em ví dụ thôi chứ máy thì người ta phải có nguyên nhân nó mới hư. Nó thì nguyên nhân nó ở đâu thì nay em sẽ chỉ luôn cho mọi người biết là nguyên nhân tại sao mà người ta bỏ con máy này mà trong khi đó nó còn đẹp như thế này mà lại sa thải về Việt Nam mình ha. Đó, thì nguyên nhân nó ở đây. Mọi người nhìn vào cái hộp lam này. Hộp lam nó sẽ đã bị lủng một cái lỗ nhỏ này. Đó, mọi người thấy ha. Đây. Đó, nó đã bị lủng một cái lỗ nhỏ. Thì tại sao nó lại lủng như vậy? Thì là đây, em khoe mặt bên này. Tất cả còn bình thường nhá, nhưng mà bị lủng cái này. Và cái này là do bên Nhật người ta sử dụng, người ta không biết cách xài nha mọi người. Đó, thì người ta sẽ khóa cái xích này lâu quá. Đó, nó có tháng xích mà. Nên là người ta đập vào tháng xích lâu quá. Mà người ta nẹt, không thể xoay xích nhưng mà người ta vẫn bóp ga nhiều, làm cho cái Amaja nồi này nó nóng lên. Và đây là miếng, đây là bằng mủ mà mọi người. Đó, nó sẽ chảy nhựa ra, nó sẽ bị như này ha. Đó, chỉ lủng một lỗ nhẹ nha. Khóa xích vẫn sử dụng bình thường nha. Không bị vấn đề gì. Đó. Đấy là nguyên nhân tại sao người Nhật người ta bỏ. Đó, nó phải có một nguyên nhân gì đó. Nhiều người người ta mua về người ta chỉ xài qua 1-2 lần người ta vứt à. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà riêng cái máy này là nó bị nguyên nhân này. Em nghĩ là như vậy. Đó, mọi người có thể thấy rõ là nguyên nhân đó ha. Đó. Tất cả còn rất là đẹp. Chỉ có lủng một cái lỗ nhẹ nhỏ ở đây thôi ha. Đó. Còn bên trong này thì không nói. Bên trong này thì nó đã bị sùi nhựa này. Bởi vì thắng xích lâu quá. Thắng xích vẫn còn nguyên luôn. Nó vẫn còn bình thường. Bên mình nói chung bị kẹt là mình mở ra là mình xài thôi. Rồi giờ em sẽ ráp chi tiết em máy này vào nhé. Rồi nổ lên cho mọi người tham khảo nha mọi người. Máy này thì anh em nào cắt nói chung là chỉ sử dụng gia đình thôi nha. Cắt rất là vừa tầm. Độ nhận nổ cũng rất là cao nha. Hệ đời mới là xài cũng nói chung cứ yên tâm. Không phải suy nghĩ nhiều đâu. Cái ráp thì cũng cực kỳ đơn giản nha mọi người, đặt đúng khớp, đặt vào khớp là nó ok thôi.
Máy ngoại hình thì mọi người thấy rồi, máy đẹp phải gọi là 99%. Nói chung là bị cái thắng xích như vậy thì nó mất đi một ít gọi như là ít giá trị của phần trăm rồi. Nhưng mà nó thì nếu mà nói về độ đẹp và hơi hám còn nguyên thì dường như người Nhật họ chưa sử dụng qua. Camera của em bị sao đây? Rồi, ok. Sẽ điều chỉnh lại một chút. Mọi người có thể thấy rõ này ha. Rồi, ok. Em sẽ ráp bèo bộ giật trợ lực, bộ giật của nó. Bộ giật có sử dụng trợ lực nha mọi người. Sindaway này thì thương hiệu nó cũng rất là có tiếng ha. Tua rất là lì luôn nha mọi người. Khu vực mọi người không biết nhưng khu vực em là nó đứng thứ hai đó. Nhỏ nhẹ và rất là lì. Dòng trợ lực này rất thích hợp cho những chú nào có tuổi hoặc anh em nào cắt sủ sử dụng mình cắt nhông nhành nhông cành ấy. Nó lên kiểu cành thì lên sử dụng dòng này nó nhẹ nhàng ha. Và thứ hai có trợ lực cũng đập cũng rất là nhẹ nhé. Lúc bước sang phụ đầy đủ, thắng xích cũng có, cực kỳ dễ xài luôn. Đó, em đã xong một đợt trợ lực. Đây là màng lưới lọc của máy nha mọi người. Mọi người thấy ha, còn rất là mới. Đó. Cách ráp thì cũng cực kỳ đơn giản nhé. Cái ráp thì cực kỳ đơn giản và đúng cái khớp này. Đó, lời vặn thôi. Nó là đúng cái khớp là nó thẳng hàm bình thường nha mọi người. Đây, sẽ có thể sẽ là quay cho mọi người kỹ hơn. Đó. Máy thì khá là mới. Cũng rất là nhẹ nha mọi người. Này tầm khoảng 4 ký mấy thôi ha. Rồi, cái ốp này thì nó cũng đơn giản, nó đặt vào đúng cái khớp này. Và chốt vậy là xong. Đó. Đây, em quay chế xăng cho mọi người xem ha. Em cũng chưa quay chi tiết cho mọi người xem rõ ha. Đây, bộ chế hỏa khí này rất là mới luôn. Con ốc ad trắng ten luôn. Đó. Để gọi là lâu lâu được cái máy như này rất là hiếm nha mọi người. Rồi giờ em sẽ vào vấn đề nổ nhé. À, đây còn bộ lam xích nữa em quên chưa giới thiệu cho mọi người. Lam sử dụng được lam 40 nha. Đâu lam 35cm chứ. Lam còn chữ nguyên này, đâu quay nha mọi người. Đó. Chỗ này là do ép máy này. Đó, nên nó bị đổi màu thôi nha, không bị vấn đề gì nhá. Không bị mòn lõm gì nha mọi người. Đây, tất cả đầu lam còn rất là mới. Xích được sử dụng xích chuột nha. Xích chuột còn đẹp nguyên nha mọi người. Đó. Rồi giờ em sẽ khởi động nhé. Thì đây nó có hai bình chứa nguyên liệu. Bên nắp màu đỏ này là xăng pha nhớt nha. Còn nắp màu đen là nhớt thải để nuôi lam xích nha mọi người. Trường hợp để lau cái xăng mọi người bơm đầy núm bơm xăng phụ này lên. Đây là cái chốt cần em mọi người kéo nó ra nha. Kéo nó ra này. Đó, giật nó ho một tiếng mọi người bóp ga nó sẽ tự vô là xài bình thường. Công tắc thì nhớ đẩy lên là xài, đẩy xuống là tắt nha. Giờ em sẽ khởi động nhé. Đó, giật hai cái không nổ. Cái này là do em để lâu rồi nhé. Rồi bắt đầu mình kéo e đây. Đó. Đó, nó ho một tiếng mọi người bóp ga sẽ tự vô là xài bình thường này. Đó. Khi nổ được rồi thì bóp nhẹ đều ga là nổ ha. Xuống là tắt nha mọi người. Khi nổ rồi cứ nhích nhẹ nổ nhé. Rồi thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu dòng này thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo nha.
Bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Phương thức thanh toán thì quý khách hàng chốt cọc trước 1, 2, 300 ngàn tùy theo khu vực nhé. Khi nhận hàng thanh toán số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng nha mọi người. Quý khách hàng chốt cọc trước 500 ngàn bằng phương thức chuyển khoản thì bên em sẽ bao phí ship cho mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sắp tới.